Thái độ chân thành khi trò chuyện. Khi giao tiếp, ngôn ngữ nhất định phải chân thành, nhất định là khi góp ý hoặc phê bình người khác. Nếu như bạn tỏ ra không có thành ý, việc góp ý và phê bình sẽ bị coi là hành động mang ý nghĩa công kích. Đương nhiên, khi giao tiếp, phải cho người đối diện có cơ hội được nói để họ thấy mình không chỉ là người nghe. Cuộc giao tiếp thuận lợi, đạt được kết quả tốt chỉ khi người đối diện có hứng thú và có nhiều điều để nói. Nếu hy vọng đối phương thực sự nhận ra và sửa lỗi, bạn phải cố gắng giữ thể diện cho họ. Làm vậy thì người đối diện sẽ vui vẻ tiếp thu ý kiến phê bình của bạn và không trách móc bạn. Một buổi trưa, một ông chủ vô tình đi vào xưởng gang thép của mình và nhìn thấy vài công nhân đang hút thuốc. Trong khi đó, tấm biển cấm hút thuốc treo ngay phía trên đầu họ. Ông chủ không hề chỉ vào tấm biển và trách mắng công nhân. Anh đi tới trước mặt họ, cầm bao thuốc lên, châm thuốc cho từng người và nói: "Các anh em không cần phải cảm ơn tôi. Nếu các anh em đi ra ngoài hút thuốc, tôi sẽ càng vui hơn." Những người công nhân đó biết mình đã mắc lỗi, nhưng cũng thầm phục ông chủ của mình, bởi anh không những không trách họ mà còn châm thuốc cho từng người. Hành động đó khiến họ cảm thấy mình được tôn trọng. Từ đó về sau, không có công nhân nào hút thuốc trong công xưởng nữa. Đây chính là kỹ năng giao tiếp. Nếu lúc đó người chủ tức giận mà trách mắng các công nhân, đương nhiên họ sẽ không tiếp thu mà còn có thể nảy sinh tâm lý bất bình. Nhưng bằng cách trò chuyện chân thành, các công nhân mắc lỗi đã thẳng thắn nhìn nhận và tiếp thu ý kiến của người chủ. Mỗi người đều cảm thấy bản thân mình rất quan trọng, cũng hy vọng sẽ được người khác công nhận. Nếu bạn có thể khiến họ cảm thấy được tôn trọng, cảm thấy họ có địa vị trong lòng bạn, thì nhất định bạn sẽ tạo được thiện cảm. Trong cuộc sống hàng ngày, khi giao tiếp với mọi người, bạn nên quan tâm tới gia đình, sức khỏe và những điều liên quan đến đối phương. Như vậy thì người đối diện sẽ dễ dàng mở lòng, vui vẻ trò chuyện với bạn. Bạn cũng có thể nhờ người khác chỉ dạy những điều là thế mạnh của họ. Như vậy bạn vừa có thêm được kiến thức, vừa tạo được thiện cảm, lại vừa có đề tài để nói chuyện. Khi nói chuyện, lưu ý không nên nói hết phần của người khác, đặc biệt là khi đang thảo luận vấn đề nào đó. Hãy để cho người khác có cơ hội được nói. Đối phương nói càng nhiều, điều bạn nhận được càng nhiều.